Phương Oanh bật khóc xin lỗi khán giả, chỉ sai vì thiếu hiểu biết, phủ nhận là người thứ ba chen vào hôn nhân sát Bình và vợ. Sau tất cả vẫn cảm thấy là vẫn là bản thân mình có lỗi khi mà đã để chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến cộng đồng nhiều như vậy. Nếu như mà mọi người quá khắt khe với Oanh và thì Oanh sẽ coi đấy là hết duyên. Có mặt trong buổi phỏng vấn gần đây, Phương Oanh đã trải lòng nhiều hơn về khoảng thời gian chuyện tình cảm của cô gây ồn ào. Sau khi công khai tin hẹn hò, cuộc sống Phương Oanh thay đổi hoàn toàn. Cô học được cách thích nghi, đối diện bình thản hơn trước những ồn ào, trở nên trưởng thành hơn khi trải qua các va vấp về chuyện doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vẫn chưa ly hôn theo mặt luật pháp. Phương Oanh cho hay sau một khoảng thời gian cô mới nhận ra điều đó. Thiếu hiểu biết cũng là sai sót lớn và duy nhất của Phương Oanh tính đến hiện tại. Cũng trách bản thân là khi mình đã quá vô tư, và tất cả những thời điểm đấy anh chia sẻ với công chúng thì anh cũng nói rằng là anh được biết anh là một người đàn ông độc thân trong suốt hơn 2 tháng quen Oanh và đã có từng một lần đổ vỡ. Cũng không phải Oanh khẳng định rằng anh đã ly hôn, từ đổ vỡ ở đây nó cũng rất rộng. Suy cho cùng thì Oanh thấy là cái sai lớn nhất chính là việc là mình hơi thiếu hiểu biết trong cái việc đó. Theo Phương Oanh, cô chỉ nghe theo đúng những gì được chia sẻ về chuyện đối phương đã ly hôn xong rồi, giải quyết hết tất cả những tài sản cần phân chia. Vì vậy, cô tiến vào mối quan hệ mà không có sự đề phòng trước những vấn đề khác. Nữ chính Hương Vị Tình Thân hoàn toàn phủ nhận thông tin là người thứ ba. Bởi vì Oanh không phải là người thứ ba mà cũng không xen vào hạnh phúc của anh ấy. Bởi vì bản thân Oanh ý thức được Oanh là ai, Oanh đã và đang ở cương vị như thế nào trong lòng công chúng hay kể cả với chính bản thân mình. Mình biết việc bước chân vào cuộc sống hôn nhân hay cuộc sống hạnh phúc của một cặp đôi, kể cả chuyện người ta chưa lấy nhau, đang yêu nhau cũng là điều anh không bao giờ đưa mình vào tình thế như thế, chứ đừng nói đến việc khi người ta đang hạnh phúc mà mình xen vào kiểu như giành tranh cướp các thứ. Cô liên tục có những phản bác với công chúng trên mạng xã hội, một phần xuất phát từ bản năng và một phần là do thời điểm ấy chưa nhìn nhận đúng vấn đề. Đến khi nhìn ra được vấn đề từ bản thân, Phương Oanh mới bắt đầu lựa chọn im lặng. Khoảng hơn một tháng, nữ diễn viên đã khóa tài khoản Facebook để dành thời gian lắng lại, tự nhìn lại bản thân, chữa lành. Có thời điểm Phương Oanh sợ gặp bố mẹ, luôn tỏ ra mình ổn trước mặt gia đình. Nữ diễn viên cho biết cô được rất nhiều người thân nhắn tin động viên, không chỉ cả nhà mà dòng họ đều tin mình, mong cô sớm vượt qua. Trong giai đoạn này, Phương Oanh thường xuyên xảy ra tình trạng mất bình tĩnh, mất kiểm soát. Đây cũng là lúc bạn trai doanh nhân kiên định đồng hành, chịu đựng để cùng cô vượt qua. Cô cảm thấy biết ơn khi đã được gặp đúng người, đưa ra lựa chọn đúng cùng vượt qua sóng gió. Trước những lời chế giễu về chuyện mình chăm sóc bạn trai vì tiền, Phương Oanh cho rằng cô đã có một nền tảng vững chắc là thành quả nỗ lực của hơn 10 năm làm nghệ thuật nên tất cả đều xuất phát từ sự chân thành. Cô không quan tâm lời mỉa mai của người xung quanh và vẫn sẽ giữ sự tình cảm ấy dành cho những người thân yêu. Chuyện tương lai với đối phương cô không dám chắc nên chỉ mong muốn sống trọn vẹn ở hiện tại. Điều này cũng được Phương Oanh chia sẻ rõ với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và người yêu đồng tình với quan điểm này của cô. Mặc dù đã được minh oan nhưng Phương Oanh cũng đang đối diện với làn sóng tranh cãi về khả năng quay trở lại với nghệ thuật. Theo nữ diễn viên, nếu biến cố xảy ra, cô sẵn sàng trong tâm thế đón nhận. Mình được công chúng đón nhận thì mọi thứ nó cũng là hữu xạ tự nhiên Hương, nó đến rất là tự nhiên mà anh không có đợi phải cưỡng cầu gì hết luôn. Điều gì hết, sau này cũng thế, anh cũng sẽ thả trôi để nó thuận theo tự nhiên. Nếu còn duyên anh đảm bảo anh lại cống hiến hết sức mình, còn nếu hết duyên, nếu mọi người quá khắt khe với anh, quyết liệt thì anh sẽ coi đó là hết duyên. Cuối buổi phỏng vấn, Phương Oanh bật khóc gửi lời xin lỗi với khán giả. Anh cũng xin lỗi vì đã không thể cống hiến. Nếu mà thật sự hết duyên thì anh xin lỗi vì đã không thể. Riêng một chuyện cá nhân thì anh cũng lại một lần nữa thấy rất là biết lỗi, đã để cái chuyện cá nhân của mình nó trở nên lùm xùm và theo cái hướng bị xấu xí như thế. Mọi chuyện nó cũng đã lỡ xảy ra rồi, thật sự là cũng không phải là điều mà anh mong muốn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.